Hà Nội mảnh đất ngàn năm văn hiến nơi hội tụ các trường đại học lớn hàng đầu Việt Nam. Học viện Ngoại giao là trường đại học với 50 năm truyền thống đào tạo đại học, sau đại học và là nơi bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại, nghiên cứu quan hệ quốc tế, tham mưu chính sách đối ngoại cho Đảng và Nhà nước. Hàng năm Học viện Ngoại giao luôn tuyển sinh đại học và sau đại học với các ngành nghề phong phú. Điều đó tạo cho thí sinh nhiều sự lựa chọn ngành nghề phù hợp với khả năng của mình. Học viện Ngoại giao có 5 ngành đào tạo. Ngành thứ nhất là ngành chính trị quốc tế, ngành thứ hai là ngành kinh tế quốc tế, ngành thứ ba là ngành luật quốc tế, ngành thứ tư là ngành truyền thông quốc tế và cuối cùng là ngành ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Pháp trong quan hệ quốc tế. Thì với tất cả các ngành này thì năm nay là năm đầu tiên mà Học viện Ngoại giao sẽ tuyển cả 4 khối thi. Thứ nhất là khối A, thứ hai là khối A1, thứ ba là khối D1 và thứ tư là khối D3. Thì cho đến bây giờ thì chúng tôi thấy rằng là tất cả các em 4 khối thi này đều phát huy rất là tốt khi vào một cái môi trường đào tạo mà tương đối cạnh tranh và luôn luôn được đổi mới ở trong học viện này. Thế thì tất cả những em nào mà có nguyện vọng làm việc trong cái ngành đối ngoại của đất nước chúng ta và có thể thi được điểm từ khoảng 21 đến 23 điểm thì chúng tôi rất là mong muốn được đón nhận các em trong cái kỳ thi này. Năm nay Học viện Ngoại giao sẽ tuyển sinh cho chương trình liên kết giữa Học viện Ngoại giao và trường Đại học Victoria của bang Wellington, New Zealand để đào tạo cử nhân ngành quan hệ quốc tế. Đối với cái chương trình này thì các em sẽ học 1,5 năm học tại Học viện Ngoại giao và 1,5 năm học tại trường Đại học Victoria. Điều gì đã làm nên sự khác biệt trong công tác giảng dạy ở Học viện Ngoại giao? Sinh viên sau khi tốt nghiệp đều đạt chuẩn đầu ra môn ngoại ngữ IELTS 6.0. Với việc học viện có quan hệ hợp tác với 80 viện nghiên cứu trường đại học trên thế giới, hàng năm Học viện Ngoại giao đón khoảng 160 đoàn học giả, chính khách quốc tế tham gia giao lưu trao đổi với các sinh viên. Ngoài ra, sinh viên khi học tập ở Học viện Ngoại giao sẽ được thực hành, tổ chức các phiên nghị sự. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ giảng viên hùng hậu và chất lượng luôn hướng đến sinh viên đã đảm bảo chất lượng giảng dạy nhiều năm qua. Các em có thể làm việc ở các cơ quan đối ngoại không chỉ ở Bộ Ngoại giao mà cả các bộ như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các bộ kinh tế cũng làm ở những các tập đoàn kinh tế, kể cả các tập đoàn kinh tế mà có vốn đầu tư nước ngoài hoặc cơ quan đại diện nước ngoài. Và rất nhiều em là ngay sau khi tốt nghiệp đại học thì đã xin được học bổng đi học nước ngoài rồi. Cho nên phải nói là cái cơ hội nghề nghiệp cho các em tốt nghiệp ngoại giao bây giờ là vẫn còn rất là rộng mở. Những năm tới đây khi mà đất nước mà chuyển sang hội nhập quốc tế mở rộng thì cái nhu cầu về cán bộ mà tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, những người mà có ngoại ngữ tốt và có một cái phong kiến thức đối ngoại đủ rộng là ngày càng rộng mở hơn nữa. Cho nên phải nói là cơ hội nghề nghiệp vẫn có. Những sự kiện quốc tế lớn, những hội nghị ngoại giao, kinh tế, chính trị, văn hóa, vân vân ở Việt Nam nhiều năm qua luôn có sự tham gia của các sinh viên Học viện Ngoại giao. Đó là điều khác biệt so với các sinh viên trường khác. Được tham gia tiếp xúc với các chính khách, các đoàn ngoại giao nước ngoài, các nguyên thủ quốc gia ở các sự kiện quốc tế làm cho sự trưởng thành của sinh viên Học viện Ngoại giao nhanh chóng và vững chắc. Với phương châm, sinh viên ngoại giao phải giỏi ngoại ngữ, am hiểu tình hình chính trị Việt Nam và thế giới, tự tin trong diễn thuyết. Tư cách tác phong chuẩn mực, coi việc học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị là tiêu chí đầu tiên cần có để trở thành nhà ngoại giao chính khách trong tương lai. Vì vậy, học viện luôn chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho sinh viên thông qua các hoạt động như chào khóa mới, Miss Ngoại giao, các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ giữa sinh viên Việt Nam với lưu học sinh Lào, Campuchia, Mông Cổ, v.v. Thông qua các hoạt động trên, cùng với việc học tập, các sinh viên ngoại giao sau này sẽ trở thành một nhà ngoại giao, góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Không chỉ có các hoạt động văn hóa, nhà trường còn hướng sinh viên tham gia các hoạt động giáo dục thể chất. Nhiều năm qua, câu lạc bộ Vũ Vi Nam do cựu sinh viên Lê Hải Bình làm thủ lĩnh đã nâng cao thể chất cho các nhà ngoại giao trong tương lai. Câu lạc bộ Vũ Vi Nam của Học viện Ngoại giao được thành lập có... Theo tôi là có 3 mục tiêu chính. Mục tiêu thứ nhất là hỗ trợ cho nhà trường để đào tạo thế hệ thanh niên, sinh viên ngoại giao
có đầy đủ sức mạnh, sức khỏe, trí lực để học tập cũng như để cống hiến cho xã hội. Thứ hai là giúp cho sinh viên ngoại giao hiểu thêm về văn hóa dân tộc, hiểu thêm về tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam, mà hiểu thêm về chính đất nước mình, chính là cái cơ sở căn bản để một người làm công tác đối ngoại có thể vững tin trong quá trình hội nhập quốc tế của đất nước, trong quá trình làm việc của mình sau này. Câu lạc bộ Vô Vi Nam không những tạo sân chơi cho các sinh viên rèn luyện về thể chất, mà còn là nơi thắt chặt tình đoàn kết của các sinh viên trong trường. Trong các môn học chuyên sâu thì chúng tôi thường xuyên có các buổi hội thảo giao lưu gặp gỡ về các chuyên gia nước ngoài cũng như là trong nước, về các vấn đề quan hệ ngoại giao, quan hệ giữa các nước và tình hình trên thế giới. Mình rất là yêu mến cái môi trường học ở trường ngoại giao. Thực ra ở trường ngoại giao thì trong mình khá nhiều những cái mình có cho hành trang rất là tốt, một cái ngoại ngữ rất là tốt, bạn biết là ngoại giao ngoại ngữ rất là tốt này. Thứ hai nữa là có một cái phương pháp mà luận nghiên cứu khoa học và phương pháp để tiếp cận với những vấn đề thông tin. Ngoài ra thì các phương pháp học tập, môi trường học tập lành mạnh và cạnh tranh rất là công bằng, bình đẳng. Để có thể sau này khi ra trường thì như mình bây giờ thì mình không trực tiếp làm việc liên quan đến ngành mà mình học, nhưng mà những điều mình được học từ trường nó là một cái phương pháp, một cái căn bản để cho mình có được ít nhiều những cái sự thành công nhất định trong công việc của mình sau này. Bạn học ngoại giao thì bạn sẽ có khả năng nói chuyện lưu loát này, rồi là giao tiếp với người khác cũng tự tin hơn rất là nhiều. Nếu như bạn muốn làm công việc liên quan đến công chúng, hoặc là một việc đòi hỏi là bạn cần phải có một sự thu hút, có thể bạn không xinh đẹp, có thể là bạn không có một ngoại hình tốt, nhưng mà nếu như bạn có duyên, bạn có khả năng giao tiếp thì điều đó sẽ che đi tất cả những khuyết điểm khác của bạn và khiến bạn trở thành người hấp dẫn hơn trong mắt mọi người. Đầu tiên là mình rất là tự hào bởi vì mình đã đậu vào Học viện Ngoại giao, là cơ sở đào tạo ngoại giao chuyên môn nhất và nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Thứ hai nữa, tọa lạc ở thủ đô thì đây là môi trường hoàn hảo để các bạn tham gia vào các hoạt động chính trị và ngoại giao của đất nước. Thứ ba, tuy môi trường giảng dạy nhỏ nhưng mà cộng đồng ở Học viện Ngoại giao này gắn bó rất chặt chẽ và có nhiều hoạt động, có nhiều truyền thống rất đẹp đẽ. Ví dụ như là khi mà vào trường thì chúng mình được chào đón bằng những hoạt động như chào khóa mới này, có nhiều trò chơi rất là vui và bổ ích, và đồng thời chúng mình lại được cơ hội để tổ chức các hoạt động đáp lễ lại cho các anh chị đã chào đón chúng mình. Thứ tư nữa thì học ở Học viện Ngoại giao thì các bạn được giảng dạy bởi các thầy cô rất là tâm huyết, những người luôn sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện về cuộc sống của các bạn và luôn luôn sẵn sàng đưa ra những lời khích lệ. Các sinh viên ngoại giao khi qua môi trường học tập, rèn luyện không những vững về chuyên môn, giỏi về ngoại ngữ mà còn có tác phong chuẩn mực. Điều đó thực hiện qua các hành vi nhỏ nhất hàng ngày như ăn mặc, đúng giờ, xếp hàng, ứng xử ngoài xã hội, biết cương nhu, phản biện, có văn hóa. Rất ấn tượng là phong cách làm việc của trường ngoại giao rất là cởi mở và rất là chuyên nghiệp khi mà tổ chức những cái chương trình văn nghệ như vậy. Và không nói quá là Học viện Ngoại giao không chỉ là học giỏi và cũng là tham gia văn nghệ rất là giỏi, có rất là nhiều cái văn nghệ. Tính từ là một là giản dị và thứ hai là rất sôi nổi. Giản dị nhưng mà sôi nổi. Thế nhưng mà sinh viên trường ngoại giao lại là một cái trường mà hoạt động nó có chiều sâu. Bọn mình đánh giá là những cái hoạt động phong trào của mình thì nó chưa thực sự là nổi tiếng, gọi là nổi tiếng khắp nơi, nhưng mà bản thân trong trường thì nó rất là thú vị. Đến một môi trường mở, bạn thực sự khám phá ra thêm nhiều những cái vẻ đẹp tiềm ẩn trong cái ngôn ngữ của mình, những giao tiếp của chính mình, thì bạn hãy chọn trường ngoại giao. Các bạn nên chọn trường ngoại giao, tôi cũng khuyên các bạn chân thành. Tôi chọn DAV. Tôi chọn DV. Tôi chọn DAV. Chúng tôi chọn D. A. V. Chúng tôi.